Nhân cũng xin kính chào mọi người, chào anh Thuận nha. Thì hôm nay Nhân ra chuồng dơi của Nhân. Thì Nhân có mua một cái máy ở đây thì gọi là túc dơi ở bên ở trên YouTube bên kênh Săn Bẫy của anh Thuận á. Thì dơi anh về khá là ổn rồi anh Thuận ơi. Đây thì anh Thuận thấy một tuần mà về được nhiều như vậy là quý lắm rồi anh Thuận ơi. Rất là đạt luôn anh Thuận ơi. Nay thì Nhân để từ sáng giờ thì nó khô nha mọi người, không có gì nha. Đây thì giờ này thì 6:15 rồi, thì dơi nó cũng sắp ra rồi. Thì Nhân có đem cái máy của anh Thuận ra đây nè, Nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái này, mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thuận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng. Nhân cũng có thử rồi, đây Nhân mở lên cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà Nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè đó. Thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thuận và bấm vào kênh Săn Bẫy ủng hộ anh Thuận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6:30 rồi, dơi nó cũng sắp ra mọi người. Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9 đến 10 mét. Còn bề dài bề ngang của Nhân thì bề ngang thì chân đó thì chân qua đó thì nó chân ở dưới đó, thì mình làm cho nó rộng, thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra Nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người, đây giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh, nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con muỗi thì nó vô rồi đó, mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó về mau á thì mọi người treo treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông, gần lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu, thì mình cứ gần gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn. Một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đấy mọi người thấy, đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đó nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha, mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha, vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được, nhưng mà vòng vòng đây thì Nhân thì làm sạch rồi đó. Thì cái chòi đó thì Nhân lá dự trù. Ấy nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai, nó còn rung lá cho nên rất là nhiều. Thì
Nếu mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20, thì hôm qua thì có 6:30, hôm qua mình ra đây thì 6:30 nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm không sợ dơi đi nha, chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi. Chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói, ở đây người ta gọi là con bù cắt á, là nó chuyên ra là nó lại đảo đớp con dơi này nè, mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu vượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi, nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó, nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói ra thì vậy không hết mau đâu, nó cứ gà lại vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng beng luôn, thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, xin Nhân xin kết thúc. Thì cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn Thận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chú cảm ơn anh Thận. Thì chúc anh Thận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thận luôn nha anh Thận ơi.